Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Người dân mừng rơn khi thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh bảng giá đất mới. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá đất mới sẽ phản ánh đúng và đủ giá giao dịch trên thị trường, không làm tăng giá bất động sản, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Về mức giá, trong khi bảng giá đất năm 2020 quy định giá các loại đất thuộc đất nông nghiệp theo 3 vị trí và 3 khu vực, thì bảng giá đất dự kiến điều chỉnh quy định giá theo 3 vị trí tại từng quận, huyện. Áp dụng phương pháp định giá mới, giá các loại đất thuộc đất nông nghiệp tại các quận, huyện đều tăng đột biến. Đơn cử như đất trồng cây hàng năm tại vị trí 1 của quận Gò Vấp, trước đây có giá 250.000 đồng một mét vuông, thì nay điều chỉnh tăng lên 8,6 triệu đồng một mét vuông. Đối với đất ở, giá dự kiến điều chỉnh tăng mạnh so với bảng giá đất năm 2020. Mức tăng trung bình từ 5 đến 10 lần so với giá trước đây có quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh. Các quận huyện có giá đất ở tăng trung bình từ 10 đến 20 lần so với trước gồm quận 4, quận 7, quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, giá đất ở tại huyện Hóc Môn có mức tăng trung bình 22 lần so với trước đây. Giá đất ở cao nhất huyện này thuộc về đường Lê Lai. Nếu như trước đây có giá 6,23 triệu đồng một mét vuông, thì nay dự kiến điều chỉnh tăng lên 8,7 triệu đồng một mét vuông. Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng cho biết, luật đất đai năm 2024 sắp áp dụng có quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo luật cũ được tiếp tục áp dụng đến hết năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Căn cứ quy định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét thấy bảng giá đất năm 2020 không còn phù hợp. Ngoài ra, cần phải ban hành giá đất tái định cư theo pháp luật đất đai mới. Do vậy, đầu tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng dự thảo điều chỉnh bảng giá đất. Sau khi có chủ trương, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ngay kế hoạch để triển khai. Bảng giá đất mới sẽ không còn hệ số điều chỉnh mà chỉ có một khung giá duy nhất. Thành phố Hồ Chí Minh không làm riêng mà các tỉnh, thành trên cả nước đều thực hiện, ông Thắng nói. Trước câu hỏi vì sao Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh bảng giá đất chỉ trong vòng 9 ngày và nếu thông qua sẽ áp dụng ngay từ 1 tháng 8 tới đây, ông Thắng cho hay, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy trình rút gọn, được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Theo ông Thắng, bảng giá đất mới được xây dựng trên cơ sở dữ liệu giao dịch giá đất trên thị trường. Dữ liệu này được thu thập từ các cục thuế hay các văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó, đơn vị tư vấn sẽ cân chỉnh và cuối cùng là lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Về tác động, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá đất mới khi áp dụng sẽ mang lại nhiều thuận lợi. Giá bồi thường và giá đất tái định cư đều căn cứ vào bảng giá đất mới này. Giao dịch bất động sản cũng trở nên minh bạch hơn, không còn mua bán nhà hai giá, nhà nước không bị thất thu ngân sách. Nói về ý kiến cho rằng điều chỉnh bảng giá đất sẽ góp phần làm tăng giá bất động sản, ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay, thông tin này không đúng. Trước đây, giá giao dịch bất động sản cao hơn nhiều so với bảng giá đất của nhà nước. Trong khi đó, bảng giá đất dự kiến điều chỉnh sẽ cập nhật theo giá giao dịch thực tế trên thị trường. Bảng giá đất mới sẽ phản ánh đúng và đủ giá giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, bước đầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra mức giá tiệm cận với giá thị trường để sau đó còn điều chỉnh cho phù hợp, ông Thắng khẳng định. Về vấn đề này, đại diện Phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của dự án nên không làm tăng giá bất động sản. Ngoài ra cần lưu ý là giá bất động sản hoạt động theo quy luật cung cầu. Đối với những trường hợp người dân nộp hồ sơ thủ tục đất đai trước ngày 1 tháng 8 năm nay, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan nhà nước sẽ tính giá đất tại thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quyết định điều chỉnh bảng giá đất năm 2020 theo hướng tăng giá các loại đất, từng bước đưa giá đất tiệm cận giá thị trường. Nếu được thông qua, bảng giá đất dự kiến điều chỉnh sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến hết năm nay. Giá đất điều chỉnh được cập nhật đến 4.565 tuyến đường trên địa bàn thành phố, tăng 557 tuyến đường so với hiện hành. Đối với đất nông nghiệp, so với bảng giá đất năm 2020, bảng giá đất dự kiến điều chỉnh vẫn giữ nguyên cách phân chia khu vực và vị trí đất.
nhà đầu tư cá mập đợi thời điểm vàng ép giá bất động sản ngợp hàng cuối năm. Theo chuyên trang Nhịp Sống Thị Trường, dù đã giảm giá sâu đã hạ nhiệt, song nhóm cá mập vẫn chần chừ chơi đòn tâm lý để ép giá bên bán. Họ kỳ vọng giá có thể giảm thêm một nấc vào cuối năm nay. Theo tiết lộ của một nhà đầu tư hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đầu tư của anh đang theo dõi nhiều khu đất, căn nhà giá ngợp tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận. Bên cạnh tự tìm kiếm thì nhóm có mạng lưới cộng tác viên môi giới thân tín ở các khu vực để nắm được thông tin nơi nào có người cần bán và bán giá ra sao. Nếu nhắm được mảnh đất hay căn nhà nào thì nhóm đầu tư của anh bắt đầu tìm hiểu thông tin sâu hơn về người bán và tài sản, kể cả thông tin khoản nợ ngân hàng mà người bán đang cần phải thanh toán. Cùng với đó, nhóm bắt đầu kiểm tra chéo và so sánh các chỉ số về giá, khu đất, tình trạng tài chính của nhà đầu tư để hiểu rõ hơn là bên bán ngợp thật hay ngợp giả. Nhà đầu tư này cho biết đứng ở góc độ thợ săn nên anh chỉ mua khi giá đã được thương lượng thật tốt. Có một số khu đất, nhóm thương lượng trực tiếp với chủ nhà và không vội chốt giá. Nếu chủ nhà không đồng ý ngay lúc đó, nhóm của anh sẽ im lặng chờ đợi tiếp cho đến khi người bán thực sự muốn bán mức giá nhóm muốn mua. Thay vì này, có những thương vụ thành công, ngược lại có lúc bị người bán từ chối thẳng thừng do họ xoay được tài chính để lo khoản nợ. Cũng theo nhà đầu tư này, giữa năm 2023, các bất động sản giảm giá từ 20 đến 40% so với giá mua vào còn khá nhiều. Sang đầu năm 2024, nguồn hàng này vơi dần. Nhưng nếu săn kỹ, nhà đầu tư vẫn có thể mua được các bất động sản giảm giá sâu, thậm chí lên đến 50%. Tuy nhiên, thời gian thương lượng với bên bán sẽ kéo dài mới đi đến kết quả. Đa số các bất động sản được nhóm mua vào là của chủ nhân đang vướng nợ ngân hàng, tỷ lệ vay nợ của họ đến 60-70% và hiện mất khả năng trả nợ nên mới bán tháo tài sản, nhà đầu tư này cho hay. Ghi nhận cho thấy, hiện nay nhóm đầu tư cá mập nắm được thông tin thị trường vẫn còn một bộ phận nhà đầu tư đang cố gắng gồng lãi ngân hàng. Theo đó, họ dùng đòn tâm lý để ép giá bên bán. Thậm chí một số tay to còn tự tin cho rằng cuối năm nay vẫn còn lượng hàng ngợp giảm giá sâu được chào bán ra thị trường. Thực tế, nhà đầu tư sẵn tài chính đi theo nhóm đã tham gia cuộc săn hàng ngợp từ khá lâu. Tận dụng thời điểm 10 người bán, 1 người mua như hiện nay, nhóm đầu tư vẫn tiếp tục đi dạo chơi, tìm kiếm cơ hội cuối năm. Vì có nắm lợi thế về tài chính nên họ thường sàng lọc tài sản kỹ càng và vẫn âm thầm ép giá bên bán. Các giao dịch chỉ diễn ra khi mọi tiêu chí của nhà bên mua được thỏa mãn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!